Hưng Yên vì sao càng ngày càng hot các bạn biết rồi, hạ tầng cơ sở răng rất là ok, đúng không ạ? Lao động chuẩn bị trong năm tới đây, năm 25 và năm 26 đổ vậy cực nhiều. Các bạn nếu đi con đường cao tốc mà chạy xuống thành phố Hưng Yên ấy, cái cao tốc Thái Bình Hưng Yên ấy, các bạn nhìn thấy con đường cực kỳ rộng và các khu công nghiệp bên cạnh ấy, có hai bên đường ấy, nhiều ấy là nhiều luôn. Các bạn đi các bạn đo nó tầm hơn chục cây nó đều là con là đường khu công nghiệp cả. Đến vừa rồi có một cái khu công nghiệp vừa mới cất nóc, khánh thành cất nóc đấy, là cái quy mô là 5.000 lao động đấy. Vậy thì mình chỉ cần nói đến là khoảng tầm 10-20 công ty như thế thôi. Đấy là bao nhiêu khu công nghiệp mà chỉ có 10-20 công ty thôi ấy. Thì các bạn đến cả gì ạ, 10 vạn rồi, hàng trăm nghìn, 200 nghìn lao động rồi. Thì theo như các bạn ở đấy thì nó sẽ như thế nào? Chưa nói đến là tất cả các cơ chế chính sách, con người lãnh đạo vân vân, chưa nói đến, mà nói đến cái thực này thôi. Thì như thế thì đủ hiểu các bạn biết rằng Hưng Yên nó có cái độ tiềm năng như thế nào, đúng không? Nhưng có một điều là bây giờ là giá nó cũng thể hiện vào và sản phẩm hết rồi. Bởi vì là cái tính đầu cơ là nó hay đi trước. Thế nhiệm vụ bây giờ các bạn phải quan sát xem là cái khu vực là vùng trũng, theo dõi xem là cái thời điểm nào là chúng ta có thể vào bắt được cái hàng sử dụng thì sẽ ok. Chứ còn không phải là các bạn cứ nhìn thấy đến lúc nó cao quá các bạn lao đi, bạn mua là các bạn ăn đòn. Thậm chí là các bạn nghe tin ở đây nhưng mà các bạn lại không biết phân tích. Thì một là các bạn ra kết luận là ô ngon thật, thế các bạn đi mua may ăn đòn. Cái thứ hai là các bạn kết luận là ôi giờ còn hô hào gì nữa chẳng hạn. Thì đấy là một cái sai lầm của các bạn. Hãy lấy tất cả điều đó là một manh mối. Và để điều kể cái manh mối đấy nó có tốt cho mình hay không, có lợi cho mình hay không, đúng không ạ? Thì chúng ta phải check lại, chúng ta nghiên cứu lại để làm sao phù hợp với chúng ta. Chứ còn Hưng Yên thì tầm 5 năm, 10 năm tới các bạn làm lương 3-40 triệu chắc gì đã mua đất của Hưng Yên.